chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RTI FM. Tiếng nói từ Đài Loan, đối thoại cùng thế giới. Hai lại là Trang đây, thứ sáu lại đến rồi nè và mời các bạn đi trải nghiệm cùng tụi mình qua chuyên mục hôm nay mình đi đâu thế nhá. Và đừng quên là mua ít nước và đồ ăn vặt cho chuyến hành trình này nhé. Và trước khi đến với hành trình hôm nay thì hãy cùng nghe phần điểm tin thời sự đã nha. Mở đầu phần tin tức là bản tin về gần đây sao hỏa và sao kim đều có thể nhìn thấy rõ trên bầu trời đêm. Bảo tàng thiên văn học thành phố Đà Bắc chỉ ra rằng hai ngôi sao này giao hội với mặt trăng vào ngày 22 tháng 6 và cả ba trông có vẻ rất gần nhau. Bên cạnh đó, trăng có hình lưỡi liềm. Vào buổi tối, nếu nhìn thấp về phía tây thì giống như bầu trời đang nháy mắt. Cũng theo thông tin từ Bảo tàng Thiên văn học, hiện tượng thiên thể nháy mắt chỉ xảy ra vào tối ngày 22 tháng 6. Có thể nhìn thấy trăng lưỡi liềm và sao kim nằm sau hoàng hôn, sau hỏa màu đỏ, sau đó phát sáng vào lúc 7 giờ 43 phút tối. Và tiếp theo là bản tin về điều lo lắng nhất của nhân viên mới khi bước vào ngành bảo hiểm là tiền lương không ổn định. Theo dữ liệu mới nhất được Bộ Lao động công bố vào ngày 31 tháng 5, ngành có mức lương cao nhất là ngành tài chính và bảo hiểm. Mức lương trung bình hàng năm của các nhân viên chuyên nghiệp là 1,366 triệu đại tệ. Mức lương này khiến nhiều người trẻ tuổi bị thu hút. Theo khảo sát, điều đáng lo ngại nhất Đối với những người mới muốn bước chân vào lĩnh vực bảo hiểm, đó là nguồn thu nhập bấp bênh. Về vấn đề này, có doanh nghiệp đã đề xuất dự án 50.000 đại tệ mỗi tháng, hy vọng có thể giúp những người mới vào nghề an tâm trải qua thời gian đầu làm việc. Theo thống kê của công ty Law Insurance Broker, tính đến tháng 5, có 30 nhân viên nghiệp vụ mới trong độ tuổi từ 18 đến 22 và nhiều người trong số họ là sinh viên. Điều này cho thấy những người trẻ tuổi không từ chối kinh doanh bảo hiểm mà họ rất có hứng thú với việc quản lý rủi ro kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Và cuối cùng là bản tin đến từ báo Việt Nam Net. Là một địa điểm khá mới trên bản đồ du lịch Thái Nguyên, cách Hà Nội không xa, suối Cửa tử thu hút dân mê trải nghiệm bằng những dòng thái tráng xóa, hàng loạt đoạn suối trong vắt mắt lành và những cung trekking giữa tán rừng nguyên sinh xanh thẳm. Suối cửa tử thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, cách thành phố Thái Nguyên khoảng 45 km. Theo người dân địa phương, sở dĩ gọi là cửa tử vì ở đây chỉ có duy nhất một con đường để lên xuống. Suối cửa tử gồm có bảy con thác, hay còn gọi là bảy cửa. Suối nằm giữa tán rừng già, chạy len lỏi qua những vách đá, những sườn núi sương sững. Để khám phá con suối, du khách sẽ trekking lần lượt qua từng thác với độ khó tăng dần. Càng đi về sâu thì sẽ càng khó đi hơn với những phiến đá phủ rêu phong hay bơi qua đoạn nước sâu. Mỗi một tấm biêu thiếp là một phần sức mạnh, ý chí Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập và cũng là để gom góp những lời cầu chúc cho một thế giới hòa bình, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI đặc biệt tổ chức hoạt động viết bưu thiếp gửi gắm yêu thương Dear RTI. Xin mời tất cả các bạn hãy chọn lấy một tấm bưu thiếp mang những nét đặc trưng của địa phương mình và viết lên những ước mong và lời cầu chúc mà bạn muốn nhắn nhủ với thế giới rồi gửi tới Đài RTI. Thời gian nhận bưu thiếp đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Tham gia hoạt động này, bạn sẽ có cơ hội nhận được những tấm bưu thiếp phiên bản giới hạn dành riêng cho lễ kỷ niệm 95 năm thành lập đài RTI. Thông tin chi tiết mời truy cập vào trang web chính thức của hoạt động để tìm hiểu thêm. Ơ, ờ, Thảo ơi, hôm nay mình đi đâu thế? Mình cùng nhau đi khắp thế gian. Thu Trang và Phương Thảo sẽ đưa các bạn đi khám phá ẩm thực và cảnh đẹp của Hoàng đảo Ngọc Đài Loan.

Đâu rồi? Dạ em đây em đây Xin ừ. chào mọi người, mình là Thảo đây Ê, hôm nay sẽ là trải nghiệm gì Thảo nhỉ Chị thấy Thảo hồi hộp quá hay sao mà tìm mãi không thấy? <laughs> à đây là trải nghiệm lần đầu đi mau không Và lên núi thưởng trà của chính bản thân Phương Thảo đó Ủa vậy à? Ừ, thế thì em thấy sao? Mà chị thấy cái hoạt động này thì Hình như là cũng nhiều người Đài Bắc đi rồi mà Ừm, thôi không đó Em thấy là có nhiều người ở Đài Bắc lâu rồi mà vẫn chưa đi bao giờ nữa Ủa vậy à? Ừ, vậy thì thôi chúng ta hãy đến với trải nghiệm của ngày hôm nay đi thôi nào. Okay. Thảo ơi, chúng mình bắt đầu khởi hành từ đâu nhở? Đầu tiên nếu như mà các bạn đi xe điện á, thì chúng ta sẽ đi đến trạm tàu sở thú đài Bắc. Các bạn đến đó thì các bạn có thể thấy là người ta có hướng dẫn hướng nào đi về mau không và hướng nào là đi đến sở thú, thì mình sẽ đi theo chỉ dẫn đó rồi sau đó mình đi đến màu không, ừ. chị thấy có một điểm rất là đặc biệt của các trạm tàu điện ngầm MRT ở đây nhá là hình như là những cái điểm du lịch nổi tiếng á, là khi mình đến cái trạm đấy là họ đã có hướng dẫn này, ừ. có chỉ dẫn này và thậm chí là có những cái biển rất là màu sắc ấy để ừ. đánh dấu cho mình à ví dụ như bạn mà không biết tiếng Trung hoặc là bạn cảm thấy khó nhận diện quá thì a à, cái biển nó rất là to đúng không, ra khỏi cửa một cái là nhìn thấy, ừ. chứ không thì làm sao mà biết đi đâu bây giờ đúng không? ừ đúng rồi nói chung là trong những cái dịch vụ thì người ta làm rất là tỉ mỉ hoặc là nếu như mà không biết thì mình cũng có thể hỏi những người bảo vệ ở, ở trong đó ừ. ừ nói đến cái đoạn đấy thì chị nhớ là mấy năm trước ý chị có định dẫn uh, gia đình chị đi uh, mau khung nhá ừ. Một cắp treo như em biết đâu vì hôm đấy tự nhiên trời đổi gió hình như là có bão hay sao á nên là hôm đấy rất cả đoàn mười mấy, mấy người đến đấy xong tự nhiên đứng ở MRT người ta ghi luôn một cái biển là ừ hôm nay không đi mau khung được đâu bởi vì có bão nên là họ đã đóng cái trung tâm rồi ừ, ừ. chị nghĩ rất là hay bởi vì nếu không mình đi ra khỏi cái chạm tàu đó xong mình lại còn đi bộ ra cái tòa nhà đấy nó mất thời ừ, gian không rồi. lại quay về đúng không không ừ, ừ. Ừ. nhận là phục vụ rất là hợp lý nói về mau khung thì hay là mình chia sẻ lại cái ý nghĩa của cái tên mau khung đi hình như là có một tập chị em mình đã nói về cái tên này rồi thì phải ừ. thì em thấy thì có rất là nhiều cách giải thích khác nhau ví dụ như là có người nói là Nói được gọi theo tiếng đài nó mô tả lại cái địa hình là có những cái mộm đá mà bị lõm thành nhiều cái lỗ trên mặt uh -huh. ừ. nhưng mà cũng có người nói là mau không thì là ám chỉ con cày vòi móc ừ à, chị lại nhớ là có một lần chị họ chị hỏi là mau không có phải tên một ngọn núi không là mình thật sự không trả lời nổi luôn á <laughs> còn có người hỏi là mau không có phải là trên đó có mèo không <laughs> ừ đúng rồi đúng rồi ừ. Nhưng mà bây giờ chị mới biết cái tên à, đầy đủ của cái cáp treo Mao Khung chính là Mao Khung Lam chưa? Tên tiếng Trung ừ, là như ừ, thế. Ừ. Ừ. Và nếu như mà khi mình muốn đi cáp treo á thì mình sẽ đi tới cái trạm đó để mua vé. Em ừ. mà chị thấy là hình như mình muốn mua vé thì có hai dạng đó là được đặt trước ừ. trên mạng và mua tại chỗ. Ừ. Là đến nơi để mua. Nhưng mà hình như đến nơi để mua thì hình như rất là đông đúng không? Ơ chị Trang có nhớ là hôm trước mình đi với nhau không? Ừ, xếp ừ, một ừ. hàng dài phải xếp ba hàng á. Ừ đúng đúng ừ, đúng, ừ. đúng đúng. Um, hôm đấy thì chị thấy nó chỉ là ngày cuối tuần thôi, nó cũng chẳng phải là ngày lễ gì cả ừ. Mà tại sao lại đông thế nhở? Em thấy là cuối tuần là đã đông rồi đó uh... <laughs> Nhiều người được nghỉ mà ừ. Nhưng mà hôm đấy thì chị thấy là rất nhiều người nước ngoài Em đoán là những cái địa danh du lịch như thế này thì có lẽ là người Đài Loan Đa số là người ta có thể đã đi qua rồi Hoặc là những người Đài Trung hay Đài Nam lên Đài Bắc muốn đến đây chơi Đúng là đa số là người nước ngoài thật Ừ, ừ mà chị nghĩ rằng có thể là vì do đợt này uh, Đài Loan đang mở cửa du lịch nên là khách du khách nước ngoài rất là nhiều ừ. và cái chuyện mà họ quay trở lại để mà đi những cái điểm nổi tiếng như Mao Khung chẳng hạn đấy là điều hiển nhiên mà. Ừ, ừ. với lại thời tiết đẹp nữa mà lên trên Mao Khung thì không khí rất là thoải mái nữa. Ừ. ừ. Nhưng mà vừa nãy Thảo nhắc đến cái việc là người Đài Loan có đi uh, Mao Khung nhiều hay không á? Ừ. Thì chị phát hiện ra hình như là họ đi cũng rất là nhiều đấy. tại vì chị đoán thôi tại vì khi mà chị lên website để chị nghĩ là chị đặt trước ấy bình thường mình nghĩ đặt trước khoảng mấy ngày cũng được đúng không trời ơi em ơi đặt trước một tháng mà đã mản rồi mà đã đầy rồi nha ôi vậy á <laughs> đúng rồi nên à. là chị nghĩ rằng là không không đùa được đâu hoặc là có thể công ty du lịch mua trước ừ. em thấy người Đài Loan người ta làm cái gì á cũng sắp xếp thời gian rất là xa tại vì ở đây mỗi lần mua vé hay là mua gì cũng đều phải xếp hàng rất là lâu cho nên người ta luôn tính trước là phải đặt vé trước thời gian bao lâu đó chị nghĩ là thói quen thôi khi ừ. mà mình ở đây lâu mình biết rồi mình sẽ tự động có một cái nhận thức là à mình phải đặt trước bao nhiêu lâu ừ ừ, ừ cho nó chắc chắn còn lại nếu mà mình khách du lịch ít đôi khi mình không hiểu á đến mình mới biết à điểm đấy thì mình đến mình mua thôi thì ừ gặp cái chuyện với xếp hàng là đúng rồi nhưng mà bạn chị cũng nói là nếu mà mình không có cố tình lựa chọn cái khoang xe đẹp á ừ. thì chỉ chờ một chút thôi là cũng có thể mua được rồi cũng không đến mức độ là phải chờ quá lâu không đến mình chờ bao nhiêu lâu ấy nhỉ Hôm ấy mình mua vé xong mình chờ cũng đâu có lâu lắm ta Chắc khoảng 5-10 phút thì phải Nhưng mà em thấy là cái cáp treo mà bằng thủy tinh á Nó chờ sẽ lâu hơn á Ừ hình như là cái này nó ít hơn ừ. Nhưng mà cá nhân chị chỉ chị hơi sợ Khi ngồi cái cáp treo mà nhìn được xuống dưới chân thế chóng mặt Trống <laughs> ừ, mặt lắm chắc ra rồi Kiểu bị tiền đình ấy nhìn thấy Tất cả nó đều trong suốt thì nhìn cũng hơi sợ à. à nhưng mà nói đến việc mua vé thì Quên nói với các bạn là Người ta sẽ chia ra nhiều loại vé khác nhau Tại vì đi lên mau không á, thì sẽ có tất cả là 6 trạm Nhưng mà chúng ta chỉ có thể xuống ở 4 trạm thôi Chị Trang còn nhớ đó là những cái trạm nào không? Ừ, hình như là trạm uh, Tung U Yuen Chan Là trạm vườn bách thú này ừ. Thứ hai là trạm uh, Tung U Yuen Nán Chan ừ. Tức là trạm phía nam của vườn bách thú Và ba là Tử Nán Cung Chan Tức là trạm chỉ nam cung và cuối cùng là trạm mau Cung Tràn chắc là trạm cuối trạm Mao Cung. Ừ, ừ, ừ. Và cái giá vé á, nếu như mà chúng ta đi một trạm thì sẽ là 70 tệ. Và chúng ta đi hai trạm thì là 100 tệ và đi ba trạm thì sẽ là 120 tệ. Còn những bé nào mà dưới 6 tuổi á thì sẽ được miễn phí. Ê, nhưng mà hôm trước nhá, khi mà chị đi mua vé á, ừ. chị hỏi cái bác kia là bác ơi, cháu chỉ tới cái trạm cuối cùng mau Cung Tràn thôi thì cháu mua vé bao tiền? Bác bảo 120 tệ. Mà rõ ràng là mình nếu mà mình tính theo logic của mình, ban đầu chị tưởng như thế chỉ là một chạm Nhưng trên thực tế là em đã đi qua mất mấy chạm rồi. Ờ, em nhớ hình như là thẻ học sinh cũng có khuyến mại nữa đó. Ừ, có khuyến mại. Ừ. Nhưng mà quan trọng là lúc đấy mình rõ ràng là mình tưởng rằng ừ, là mình ừ. đi từ bến đầu tiên đúng không? Xuất phát ừ. lên cái chạm cuối cùng mau không tràn là một trạm. Ừ. Thì mình tưởng là chỉ 70 tệ thôi. Nhưng thực ra là nó đã tính là <laughs> em đã đi qua, đi bao, qua bao nhiêu trạm, trạm rồi và em đi xuống cái điểm cuối cùng như thế là 120 tệ. Và chị có hỏi thêm cái bác đấy là nếu bây giờ mà tôi xuống để đi các trạm khác thì phải làm thế nào thì bác bảo là thì mày cứ xuống thôi xong mày đi lên mày lại phải quẹt lại lần nữa, mày mua lại lần nữa. Tức là sẽ mua thêm một lần một trạm nữa hả? Tức là nhá, bây giờ chị đi cái trạm thứ nhất đến trạm trừ nắn cùng đi. Ừ. Thì em sẽ tính là bao nhiêu tiền? Ba trạm 120 tệ. Thì nếu mà đi đến trạm cuối là bốn trạm mà. Ờ uh hả? -huh. Nên là chị cũng không biết là cái tính này của họ kiểu gì vì nhưng mà cái lúc đấy nó quá là đông người đang thúc đằng sau á, chị hỏi thêm nữa chắc có đứa nó đá mình mất. <laughs> <laughs> cái à. này thì mọi người sẽ nghiên cứu thêm sau nha. Ừ, ừ. À với lại là chúng ta cũng có thể dùng thẻ Easy Card để quẹt á, mình không cần mua vé cũng được. Ừ. ừ. Và nếu ai mà không có thẻ Easy card thì cũng không sao cả, bạn à, chuẩn bị tiền mặt và mua cũng ok mà. Ừ ừ. Ngoài ra thì trang thấy là hình như cũng có những cái thao phiếu, thao nghĩa là gì một cái combo vé. Ừ. Ví dụ như là mình có vào à, Uh, sở thú hoặc và đi cáp treo thì sẽ là bao nhiêu tiền một cái combo như thế ừ. nếu mà bạn đi cả hai thì bạn mua combo nó sẽ rẻ hơn chẳng hạn nhưng mà hôm đấy thì uh, tụi trang không có định đi sở thú mà nghe nói là đi sở thú thì mất khoảng 2 tiếng mới lộ được trong đấy ra <laughs> nên là cuối cùng là đã lựa chọn cái việc là đi đến cái trạm cuối cùng ừ. vì mục đích là đi lên đấy để để làm gì thì đi nữa các bạn sẽ biết <laughs> ừ. nói chung là nếu như mà các bạn muốn đi sở thú với lại đi cáp treo luôn á thì chúng ta cần phải đi sớm Tại vì đi trễ quá thì có thể các bạn không có đủ thời gian để tham quan thêm vườn bách thú đâu. Ừ, ok. Mà Thảo ơi, Thảo thấy là cái cáp treo này trông như thế nào? Hôm mà chúng mình đi ấy, thì cũng có người cảm thấy là nó không được đẹp như cáp treo đi bà nà huyên của Đà Nẵng. Ờ, em thì chưa đi bà nà huyên bao giờ. Nhưng theo cảm nhận của em thì em thấy là cái cáp treo đi lên trên núi đó thì cái phong cảnh xung quanh thì tạm gọi là đẹp chứ không phải là có gì quá là xuất sắc em nghĩ nếu như mà nó ở gần sát một bãi biển hay là gần một cái kỳ quan thiên nhiên nào đó đặc biệt chẳng hạn thì nó sẽ là đẹp hơn rất là nhiều. tại vì em thấy các treo này thì đi từ núi đi lên trên nên đa số nhìn thấy thì chỉ là cảnh núi rừng thôi. <cười> <cười> mà thật ra mà nói thì cảnh của Việt Nam rất là đẹp. Ừ. nhưng mà đa phần mọi người đều nói là bởi vì do Đài Loan rất biết làm du lịch và phục vụ quá tốt. Ừ nên là mọi người vẫn muốn một lần được lên cáp treo để, để muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đài bắc ừ. và chị thấy thì có thất vọng hay không thì mình cũng phải lên một lần mới biết đúng không? ừ ừ có một điều em thấy thú vị cái lúc mà chúng ta chuẩn bị đi lên cáp treo á có nghĩa là nếu mà cáp treo của mình mà chỉ ngồi có hai người còn trống chỗ thì khi mà nó đi tới một cái trạm khác thì những người đang xếp hàng ở đó đợi có thể lên ngồi chung với mình. ờ ừ, chính xác. Ừ, ừ. Thật ra thì mới những cái khoang bình thường thì có thể ngồi được đến 8 người. Ừ. nhưng nếu mà bạn ngồi ít người quá, ví dụ như thảo vừa nó là hai người đúng không? Thì những cái chạm sau có chỗ trống là người ta sẽ lên. Ừ, ừ đúng rồi. Và đã lên như thế thì tự nhiên ví dụ bạn muốn không gian, <laughs> bạn muốn không gian riêng tư mà tự nhiên có người lên cái là tự nhiên rất là ngại. Ừ, nhưng mà sang thấy thì tự nhiên là mình đi cái này đã muốn giá rẻ thì phải thế thôi, chấp nhận thôi. Chứ ừ. giờ lại còn muốn không gian riêng nữa thì hơi khó. Tại vì lúc đầu em cứ nghĩ là khi mình lên cái khoang nó rồi thì chỗ đó chỉ có mình ngồi thôi chứ ừ. không có người khác. Ừ. chị nghĩ là trừ khi là mình may mắn ví dụ như là đến cái xe đấy rồi xong tự nhiên bọn mình không muốn lên nữa ấy ừ, ừ. thì tự nhiên cái xe đấy nó đi mất rồi thì tự nhiên là hai người ở trong cái khoang đó may mắn ngủ mình nhưng mà hôm đấy cũng hơi tiếc là bởi vì mình không được đi tất cả các trạm thảo ạ ừ, em nghĩ là tại vì thời gian mình gấp quá mình đi chạy ừ. quá ừ. và chị cũng hiểu là tại sao người đài loan người ta vẫn hay quay lại để đi bởi vì là mỗi một cái trạm đấy mình đi xuống mình còn có những cái cảnh ở dưới ừ, ừ. để mình có thể check in hoặc là mình có thể nghỉ ngơi ừ cũng không đơn giản là họ chỉ là một cái cảnh đẹp nào đó để ngắm nhìn đâu Họ cũng có thể có những cái quán ăn hoặc là quán trà Hoặc là một địa điểm nào đó để đến tham quan ấy ừ, ừ. Mà nó không phải là chỉ có tham quan một lần mà nó có thể nó theo mùa ví dụ là có đồng cỏ hoa hay gì đấy ừ, ừ, nói chung là một ngày thì không thể nào tham quan được hết tất cả các trạm ở đây đâu mà trong cái quá trình mà mình di chuyển nhá thì đúng như là cái cái chị bạn mà ngồi cùng mình ấy chị có nói là ôi sao chị thấy là xung quanh không có cái gì mấy mà chỉ nhìn thấy có vài cái ngôi nhà trông giống như đền thờ ừ, ừ. ừ. chị mới nói là nhìn cái kiến trúc của chị đoán là đền thờ ừ. thì mình thấy cũng đúng mình mà ở tại vì đền thờ ở đài loan nhiều lắm chị ạ cái số lượng rất là nhiều mà nó cũng rất là đẹp nếu mình có thời gian thì có thể xuống để tham quan không, chị cũng nói đùa với chị là ở đây là một ngôi đền mà uh, có lẽ nó hơi giống chùa thiên mụ ở <laughs> huế <laughs> <laughs> Thế nào nói đến đây chắc là Thảo biết là ngôi, ngôi đền nào rồi đúng không? À, chị đang nói tới ngôi đền Trị Nãn Cung, Trị Nãn Cung đúng không? Ừ, chính xác á. Mà những ai có gặp đôi thì đừng có nên đi lễ ở đây nha. Nhưng mà Thảo có biết tại sao lại có cái sự tích như vậy không? Dạ, không biết. Để chị kể cho nghe nhá. Chị nghe nói là liên quan đến câu chuyện tình của hai vị tiên. Thì một trong hai vị tiên đấy là Lã Động Tân. Tiệu Trung ấy, chị cũng chỉ nói một cách đơn giản là vì cái câu chuyện tình đó mà hình như là nó liên quan đến việc là Uh, cứ ai đó mà cặp đôi yêu nhau mà đến xin thì ngài sẽ tức giận nên là thành ra ấy, mọi người bảo nếu mà đến để xin cái gì thì đi một mình thôi uh -huh. là như vậy đó nghe cũng đứa vậy nhở sao không muốn kể rõ hơn ra cái nghe cái, cái <laughs> điều này có thể hơi bị báng bổ thần thánh nhưng thực ra uh -huh. nó là một câu chuyện truyền miệng uh -huh. đúng hay không thì trang không biết nhưng mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu câu chuyện này nhá uh -huh. chúng ta quay trở lại với trạm mau không nha vậy thì ở cái trạm cuối mau không này nó sẽ có gì đặc biệt đây có gì đặc biệt à vậy thì giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo nhở chị thấy ở mau không trạm cuối cùng rất là đông này ừ. và cả dọc cái con đường đấy có rất nhiều các hàng quán ừ. với lại em thấy những cái hàng quán đó hình như là càng trễ thì nó càng náo nhiệt á ừ, Nhưng mà thật ra thì chia sẻ với các bạn thính giả là tụi mình đã chọn sẵn một quán trà để đến rồi. <laughs> Chỉ là bởi vì đến rồi mới biết là wow, hóa ừ, ra là có rất ừ. nhiều các quán khác mà mình có thể chọn đúng rồi vậy quán này là quán gì thảo hãy chia sẻ với các bạn thính giả đi quán trà này chắc hẳn các bạn nghe tên thì sẽ thấy nó quen quen tại vì chúng mình đã từng nhắc qua cái tên quán trà này trong những cái tập trước thì quán trà này tên là Phẳng tạm dịch là thỉnh nguyệt wow cái tên thật là hay <cười> <cười> thì cái quán này được rất là nhiều review ở trên mạng cho nên là tụi mình đã chọn để đến đó trải nghiệm xem là nó có thực sự như mọi người nói hay không ừ uh -huh. Thảo hãy mô tả cách đi cho mọi người xem nào Tại vì sao các bạn biết không Khi mà bọn mình tra trên mạng cách đi á Tụi mình đã phải tính là bây giờ nếu mà mình đi cáp treo đến cái bến cuối cùng Thì liệu đi từ cái bến cuối cùng mới ra quán trà đấy có thuận tiện không ừ, ừ. Đi bằng cách nào bọn mình tra thì là phải đi bộ 20 phút Mà nếu mà đường dễ đi thì ok Mà đường không dễ đi thì cũng khá là vất vả đấy ừ. Thì ừ. sau đó thì chúng mình vẫn uh, quyết định đi Có <laughs> nghĩa là đi cáp treo đến trạm mau khung cuối cùng Và sau đó đến để xem là sẽ đi như thế nào nhưng ừ. mà không ngờ rằng đến thì thấy rất là đông và nhộn nhịp đúng không? Ừ, đúng rồi Thảo có nhớ đến cái đoạn mà chúng mình bắt xe buýt không? Có nha. Sau khi mình ra khỏi Cát Trai mơ không thì chúng ta sẽ đi đến cái bến xe buýt màu hồng và chúng ta có thể bắt xe buýt tại đó hoặc là đi bộ khoảng 20 phút mới tới quán. thì xuống dọc đường thì cũng có rất là nhiều cái quán trà, quán ăn khác nhau cũng có thể đi để tham khảo thêm. thì trên đường cũng có thấy có một quán cà phê mèo khá là xinh ở trên núi. Đó. Ừ nhưng mà có câu chuyện giờ khóc giờ cười mà chị không thể nào quên được hả em nhớ rồi <laughs> anh chị tranh kể đi đấy là hai đứa đang đứng dòm dòm ở cái bến xe buýt ấy tại ừ. vì cái cột đúng không ừ, ở đây là cái bến xe buýt bây giờ nó cũng có một cái cột và có một cái biển quay, ừ. quay 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 hai đứa đang đứng dòm xem là à bây giờ bắt xe buýt nào và bắt đến bến nào thì mới xuống ừ. thì cái Trong... xe buýt nó đi ngang qua trong khi đó biết chắc là sẽ bắt xe buýt số 15 đúng không ừ. Mà cái xe buýt đó ở phía trước nó không có để số 15 yeah. Mà cái số nó để phía sau đích xe uh -huh. Nên là cái chị đi cùng chị bảo Tại sao hai đứa không nên đi hỏi luôn bác tài xế Mà đừng đi nhìn cái xe nó chạy <laughs> Ngại quá ờ, chị nghĩ đó là phản xạ tự nhiên hay sao á Mình không có thói quen ừ. đi hỏi trước Mà mình phải tìm, tìm hiểu, hiểu xem trước. có đúng không ừ. Tại vì lúc đấy chị lăn tăn một điểm là Cái điểm xuống của mình là điểm nào Đúng rồi, mình cũng phải biết là mình xuống đâu thì mình mới hỏi, mới biết được mình ừ, hỏi đúng xong không? đi lên hỏi không biết hỏi gì bây giờ? Thì nói chung cũng không sao hết, thì đợi cái chuyến xe thứ hai thì cũng không có lâu lắm đúng không? Khoảng chắc 10 phút á. Uh -huh. Ừ. Vậy thì tiểu chung thì chúng ta nên bắt là uh, chuyến xe buýt nào nhỉ? Xe buýt số 15 nha. Yeah. Ừ, sau đó thì đến bến Mao Khung Tràn. Nói lại nhá, mình sẽ bắt xe buýt số 15 này từ bến Mao Khung làn Trưa Tràn, tức là bến cuối cùng của Mao Khung Tràn đó, sau đó đến cái bến Mao Khung Tràn tức là cái bến xẻo thiên không Pu Tao. Ừ. Sau đó thì đi bộ khoảng 2 phút là tới. Ừ. Cái quán trà mà tụi mình đang nói. Còn nếu mà các bạn cảm thấy khó hiểu quá ấy. Cứ mở Google lên. <laughs> đi được hết. Ừ, nói chung là đường cũng dễ đi lắm. Hoặc là có thể đi bộ mà. Thật ra 20 phút thì chị nghĩ là vẫn ok. Ừ, mình vẫn có, có thể đi được. Ừ, ừ. Có một điều cần lưu ý là nếu mà từ quán trà muốn đi ngược trở về cái bến cuối của trạm cá Treo thì sẽ không có xe buýt đâu nha. Tại vì đó là đường ngược chiều. Yes, đây cũng là một trong những cái điểm mà giờ khóc giờ cười của tụi mình <laughs> à, hình như lúc đấy là 4 giờ chiều đúng không cả đoàn à. đã đi ra cái bến cũ và đánh bắt xe buýt đi ngược lại thế nhưng mà không có sau đó thì phải hỏi những cái bác gọi là gì um, tình nguyện viên ừ, ừ. mà là về giao thông trên đường đúng không ừ, ừ. đã hỏi các bác ấy là xem là bây giờ có xe buýt đi ngược lại đường kia không thì các bác bảo không có đâu ngược chiều thế thôi đành đi bộ về thôi chứ giờ sao Ừ, Hôm lúc đó vẫn không tin á Không tin là sự thật cứ phải đứng chờ đi một chuyến xe buýt nữa Ờ rồi nó đi ngang <laughs> qua mặt mình Nó đi ngược lại thì phải chịu thôi Rồi vẫn phải đi bộ về thôi Ok ừ. thôi bây giờ quay trở lại với quán trà đi Chắc là các bạn thính giả sẽ thắc mắc là tại sao tụi mình lại chọn quán trà này đúng không? Ừ, để giới thiệu sơ cho các bạn biết á, thì đây là một cái quán trà lâu đời nhất ở khu vực này Và một điều đặc biệt nữa đó chính là quán trà này sẽ phục vụ 24 tiếng một ngày Nói chung là quanh năm không có nghỉ ngày nào hết Và cũng không có giới hạn thời gian ngồi Tại vì phương Thảo thấy thì thường một số nơi du lịch mà những cái quán nào mà đắt khách quá thì người ta sẽ giới hạn thời gian ngồi là khoảng 2 tiếng đúng không? Mà điều đặc biệt là quán này không có giới hạn thời gian gì hết. Và đây cũng là một cái nơi mà rất nhiều dân Đài Bắc có thể tới để ngồi uống trà đàm đạo mà không cần phải đi quá xa. Ừ chị thấy ừ. chính xác. Nhưng mà lúc nãy nếu mà có ai đó hỏi chị tại sao chọn quán này chị thấy tại vì Trả trên mạng review tốt quá nên là đi thôi <laughs> Đi thử cho biết hả à? <laughs> Với các chị thấy là nếu mà mình tự đi cũng dễ đi mà ừ, ừ. Lại còn không quá xa Đài Bắc nữa ừ. Những chỗ khác thì có thể là Mình phải thuê xe hay gì đó đúng không Chị thấy mình đi Cáp treo hoặc mình đi xe bus Vẫn có thể đến đến đấy đấy ừ. Và ngồi uống trà xong chiêu chiêu một tí rồi lại về ừ. Sau khi mà thưởng thức Những cái món ăn trong đó thì chị Trang Thấy giá cả như thế nào Ừ chị thấy thì Thật ra thì nói là quá rẻ thì cũng không đúng Nhưng nó tương đối là bình dân Vẫn có thể uh -huh. chấp nhận được uh -huh. Mình có thể gọi những cái món ăn kiểu như là cơm nhà nấu á uh -huh. Gọi món uh, gọi món gọi cơm ra để ăn chung với nhau Nên là chị nghĩ rằng là nếu mà đi đông người một chút Thì sẽ được ăn nhiều món hơn uh -huh. Còn nếu mà ít người thì cũng không sao Ví dụ như chỉ có Thảo và Trang Thì chúng mình có thể gọi những cái uh, lồng uh, dim sum đúng không Và gọi trà để mình có thể pha uống nhâm nhi mấy tiếng đồng hồ Thì cũng ok vì trang nghĩ là nếu mà đi chơi thì bạn cũng nên bỏ ra một chút à có một điều này trang mình nhớ ra hình như là mình còn được mang đồ ăn vào mà không bị cấm ờ uh -huh. tại vì hôm đấy có nhớ chị có nhớ một lần là có một cái chị đi cùng mình á chị đòi ăn măng chị bảo là uh -huh. rõ ràng chị nhìn cái bàn kia có măng mà tại sao hỏi chủ quán thì chủ quán kêu không có món nào liên quan đến măng cả à không có món canh măng uh -huh. xong rồi sau đó thì cái người ở quán á chị hỏi thì uh -huh. cái cái bạn thì bạn bảo có thể là khách người ta mang đến người ta cho vào nồi <laughs> <laughs> xong mình mới phát hiện ra à hóa ra ờ, là được mang rồi. đồ ở ngoài vào ừ. Ừ. à và một điều đặc biệt nữa mà phương Thảo thấy á, là đa số các món ăn ở đây đều được nấu với dầu trà ừ. nhưng mà sao em có cảm giác là khi mình ăn nó có mùi lại giống như mùi dầu mè nhỉ cái này chị cũng không biết tại vì lần đầu tiên ăn cái món được nấu bằng dầu trà nên ừ. là cũng chịu thật ra mà nó thì chị thấy là chị chưa cảm nhận được hết cái vị ngon của những cái món ăn đấy cũng có thể là mình chưa gọi đúng món Ừ. ừ nhưng mà hôm đấy thì ngon nhất chắc là nồi canh quá ừ đúng rồi nồi canh canh gà nồi ừ, nấm mà ừ. ừ với lại em thích một món mà sôi mà để trong cái ống tre cái món đấy chị thấy nó hơi cứng không chắc là tại trang để lâu quá nó bị nguội lại hay sao ờ chắc là phải ăn ngay đúng không ừ phải ăn ngay ăn nóng nó thơm với lại nó hơi thơm thơm mùi tre thì... Cái thì đúng rồi cái món này ừ. khi mà gọi ra là chị cũng có tí mong chờ bởi vì sẽ nhớ tới cơm lam ở Việt Nam đó ừ, ừ. cũng cái kiểu như thế ừ, ừ, ừ. nhớ cơm nhà quá nó vậy đó nhưng mà các bạn ạ điểm đặc biệt nhất mà trang thấy đấy là mình mua trà ở đây xong mình tự pha trà và mình được ngồi rất là lâu ở đây tại vì thời gian ngồi không, không giới hạn mà sau đó thì có thể tự thêm nước sôi ừ, ừ, mà không sẽ mất phí ừ. họ đã tính tiền phí chưa trước rồi ừ. Ừ. Khi mà mình gọi món á, thì người ta sẽ hỏi mình là mình muốn uống trà trước hay là đem trà lên sau thì người ta sẽ có menu bán trà theo hộp nhỏ khoảng 30 g và sau đó thì họ sẽ đưa cho mình một bộ đồ pha trà khá là tốn diện tích nếu như mà để ở trên bàn rồi sau khi mình ăn cơm xong thì sẽ lên lấy lại trà nếu mà ai không biết cách pha trà thì có thể hỏi những cái người phục vụ ở đó chỗ phục vụ nước nóng thì chúng ta có thể lấy thoải mái lấy bao nhiêu cũng được ừ. cũng có một điểm đặc biệt nữa là đến cái chuyện mà chọn chỗ ngồi ý, thảo có nhớ không? À. <laughs> tại vì hôm đấy mình đi cả đoàn đúng không? Mà ừ. ban ngày thì mọi người thường thích ngủ ngồi ngoài vườn á, ừ. tại vì ở đấy cái khu đấy nó có cả bàn ngoài trời, ngoài vườn, cạnh mấy cây trà ừ. và bàn ừ. ở trong bên trong nhà. Ừ. Thế nhưng mà thật ra Trang Trang khuyên mọi người là nếu mà trời nóng ấy, mọi người hãy đi vào trong ngồi đừng có ngồi ở ngoài. Mặc dù là Trang có thấy người ta phun xương có hệ thống phun sương cho mát nhưng thực sự vào cái thời điểm lúc đấy là 12 giờ trưa, 1 giờ trưa nhỉ? Một giờ ừ. chiều. Với cái trời nóng như thế oi như thế mà nếu bạn ngồi ở ngoài không có quạt chắc chắn là chết vì nóng không chỉ vì oi. Rồi. Với hai nữa là một điểm nữa là vì có rất nhiều muỗi. Ờ à, đúng rồi, tại vì ở gần đó thì rất là nhiều cây. Ừ. Nên là lựa chọn hay nhất chính là gì? Chui vào trong nhà ngồi. Ừ. Ngồi cạnh cái chỗ bàn nào mà nó có cửa sổ á <laughs> vừa có quạt mát này thậm chí mà bạn có thể uh, bảo với cả chủ quán bật điều hòa nếu mà nóng quá ừ, ừ. với lại là những ai mà ngồi ở phía bên ngoài không có điều hòa á, thì cũng có thể yêu cầu phục vụ đem những cái quạt gió đi ra ngoài á em nhớ là hình như là người có, ta có, có, có những cái có quạt, quạt gió mà. nhỏ nhỏ ừ, ừ. có quạt nhưng mà thật ra thì ngồi ngồi đấy xong quạt vẫn muỗi không ăn thua <laughs> Chị đã bị một lần rồi nên là chị thấy đừng à. nhìn thấy nó chiêu chiêu đẹp đẹp như thế mà bắt chiếc Nhất là những ai mà cứ mặc quần sóc ấy trời nóng Ờ à, đúng rồi Trời ừ. ơi Nhưng mà tiểu trung thì Thảo thấy quán trà này như thế nào? Đây là lần đầu tiên em đến đúng không? Ừ, đây là lần đầu tiên em tới Em thấy quán trà này cũng khá là ok Mặc dù là khi mình nhìn thấy nó lần đầu tiên thì mình thấy là ô không có gì lộng lẫy hết Rất là đơn giản Nhưng mà mọi người phục vụ thì rất là nhanh và rất là chuyên nghiệp Mình cũng không phải đợi quá là lâu nữa mà có một điều đặc biệt là ở đây chúng ta cũng có thể là dắt thú cưng đi theo ừ. tại vì không phải quán ăn nào chúng ta cũng có thể đem thú cưng theo đâu nhưng ừ. ừ. mà đúng là chỉ có đài loan mới có cái thói quen dắt thú cưng chứ việt nam là mình có kiểu này tiệu chung thì cảm nhận của chị là chị thích nhất cái khâu pha trái thảo ạ à? em cũng rất là thích cái khâu đó luôn á tại trước giờ mình uống trà toàn là mình trà túi lọc đúng không mình để vô mình ngâm nước cho nó ra trà rồi uống thôi thật ra thì cái trải nghiệm pha trà thì không phải là lần đầu tiên chị được trải nghiệm ừ. nhưng mà những cái lần trước chị quên mất rồi thì thực ra mình cũng không chú trọng về cái việc trà đạo cho lắm ừ. nhưng mà trong cái chuyến đi gần đây thì có hai lần chị ừ. được trải nghiệm cái việc uh, người ta pha trà cho mình xem ấy ừ. thì đầu tiên là chỗ này mình tự làm đúng không một cái nữa là chị đi một quán trà ở uh, cửu phần ừ. thì quán trà ở cửu phần thì người ta pha cho mình ừ, là mình đứng mình xem và người ta còn nói là à bước này như này như này mình nhìn thấy cách người ta ừ. làm còn ở đây thì mình được tự pha. Ừ. Thật ra chị thấy hay ở một chỗ là mình tự pha thì mình sẽ không bị áp lực. Mày muốn pha kiểu gì thì pha. Nhưng người ta đương nhiên người ta sẽ hướng dẫn cho mình à. và cũng có cái tờ giấy để cho mình biết à pha như này như này phải để như này như này. Thật ra chị thấy thú vị ở một chỗ là thực ra thì cái chuyện pha trà nó cũng không có gì khó đâu. Chẳng qua là gọi là trà đạo thì mình cứ muốn phải thật ở uh, đúng tiêu chuẩn ừ, ừ. thì mình sẽ thấy nó khó. Ừ. Nhưng về phần lớn mà chị thấy ngon vẫn phải là ở trà đã. Ừ. Sau đó thì mình pha thì đơn giản là chỉ là đủ nước sôi vào thôi Còn để bao nhiêu lâu thì có người ta dặn mình mà À ừ. bao nhiêu giây thì bỏ ra Ví dụ như thế Thế nên chị nghĩ rằng là trọng tâm là vì trà nó đã ngon rồi Nên là ai cũng có thể là người pha trà được Vừa rồi là trải nghiệm của hai tụi mình ở Mao Không Nếu như các bạn cảm thấy hứng thú Thì các bạn cũng có thể dành thời gian đến Mao Không Để trải nghiệm xem là cảm giác của các bạn giống như tụi mình hay không nha Và bây giờ thì cũng đã đến lúc kết thúc chương trình rồi Hẹn gặp lại mọi người vào thứ sáu tuần sau nha Bye bye. Bye bye. Lâu lắm rồi mới được về Việt Nam một chuyến. Chuyến này nhất định phải mang một ít bánh chưng qua Đài Loan mới được. Lúc nhớ nhà thì lấy ra ăn. Không được đâu. Bạn đừng quên là đang có dịch tả lợn châu Phi đấy. Thịt trong bánh chưng đã được nấu chín rồi. Chắc là không sao đâu ha. Dù sống hay chín gì thì cũng không được đâu. Đem chế phẩm làm từ thịt vào Đài Loan sẽ bị phạt cao nhất 1 triệu Đài tệ đấy. May mà có bạn nói cho mình nghe, không thì bao nhiêu tiền vất vả dành dụm của mình chắc là mất hết quá. Nội dung tuyên truyền trên do Cục kiểm dịch động thực vật Đài Loan thực hiện.